xin trân trọng giới thiệu đại tá nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, phụ trách hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Xin kính chào toàn thể khán giả chương trình bài ca Điện Biên số 4. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tháng âm nhạc bài ca Điện Biên. Chương trình lần đầu tiên được triển khai trên mạng xã hội với sự bảo trợ của TikTok Live Việt Nam, được phát sóng định kỳ vào 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh TikTok chính thức của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và được chuyển tiếp trên các nền tảng số của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Và tôi là Linh Nga sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Và đồng hành với Linh Nga cùng quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu đại tá nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, phụ trách hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Xin kính chào toàn thể khán giả chương trình bài ca Điện Biên số 4. Ngược dòng thời gian quay trở lại về 70 năm trước thì chúng ta có một Tây Bắc với một chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, đó chính là chiến thắng Điện Biên Phủ. Và ngày nay thì một vùng Tây Bắc được hiện lên rất lãng mạn, rất hùng vĩ và nên thơ, một Tây Bắc thả chiều vào tranh. Vậy thì nhạc sĩ có chia sẻ gì về điều này ạ? Có thể nói Tây Bắc và Điện Biên là một cái chất xúc tác, một cái cảm hứng, nguồn cảm hứng bất tận đối với các nhạc sĩ cho việc sáng tác âm nhạc. Như chúng ta đã biết thì trong những 9 năm kháng chiến thì vùng Tây Bắc có rất nhiều bài hát hay nói về những sự đấu tranh, những chiến đấu của bộ đội ta trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, và đặc biệt là sau chiến thắng Điện Biên Phủ thì những cái bài hát mà như Hò Kéo Pháo hay là Giải phóng Điện Biên của Chiến sĩ Đỗ Nhuận hay là Chiến thắng Him Lam, một loạt các bài hát khác đã làm cho thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn. Và đối với tôi cũng thế, tôi là người yêu thích du lịch và trong hơn 20 năm, gần 30 năm thì tôi công tác và gắn bó với cái vùng vòng cung Tây Bắc. Tôi đi rất nhiều và mỗi chuyến đi thì những cái hình ảnh đẹp của từng vùng, từng ngọn núi, từng dòng sông rồi từng vùng đất đã hằn sâu vào trong tôi. Và đây là cái chất xúc tác, cái cảm ứng cho tôi viết lên bài hát là Tây Bắc thả chiều vào tranh. Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này với giọng ca của ai ạ? Mời quý vị đến với ca khúc Tây Bắc thả chiều vào tranh qua giọng hát được mệnh danh là Sơn Ca của vùng Tây Bắc. Đây là ca sĩ Sẻn Hoàng Mỹ Lam. Thank you.
Và hiện tại thì Linh Nga đang thấy rằng là có rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình thì có để lại rất nhiều những comment để đặt câu hỏi dành cho đại tá nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn của chúng ta. Và Linh Nga đang thấy rằng là có khán giả tên là Minh Long có đặt câu hỏi là nhạc sĩ có thể giới thiệu một ca khúc hay về quê hương đất nước hoặc cách mạng không ạ? Trong cái buổi livestream hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu một cái bài hát mới của một nhạc sĩ người khác. Đây là nhạc sĩ Yến Lê. Tôi muốn mọi người thấy một cái Việt Nam trong con mắt của lớp trẻ thế nào. Đấy. Và sau bài hát này thì chúng ta sẽ được đi du lịch qua trên các cái vùng miền. Từ cái câu chuyện từ Tây Bắc, chúng ta, hôm nay chúng ta đề tài chúng ta là về tháng âm nhạc với bài ca Điện Biên. Thì chúng ta bắt đầu từ Tây Bắc và sau cái bài hát Việt Nam trong tôi là đó, của Yến Lê. Thì chúng ta sẽ được lần lượt đi các qua cái vùng đất khác. Và bài hát này tôi muốn giới thiệu qua giọng hát của ca sĩ Thu Thủy, một giọng hát rất là sôi động, nội lực và có những cái chiều sâu trong giọng hát. Cô là một cựu sinh viên của trường Đại học Văn hóa Quân đội. Xin mời Thu Thủy. Quê hương tôi này, tôi sinh ra từ đây. Ôi à, từng
câu dân ca. Dù tôi vào từng giấc ngủ say, yêu nhau cởi áo ôi à cho nhau ngủ. Về nhà mẹ hỏi ôi à, qua cầu gió bay nước xanh ôi là nước trong xanh. Ô tình là con cá lặn bước cái duyên có á du hơi, lời du theo tôi lớn lên. Màu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam, biển trời hôm nay sum vầy chung Bắc Nam. Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết bao. Máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam, dù đi năm châu cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam. Lời ru đất nước hôm nay cho tôi được hát lên. Màu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam, biển trời hôm nay sum vầy chung Bắc Nam. Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết bao. Máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam, dù đi năm châu cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam. Cho dù về nơi đâu, trong trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam tự hào lắm. Tôi là người Việt khán giả bày tỏ sự yêu thích giọng ca của ca sĩ Thu Thủy. Đó là khán giả có tên là Chuông Gió ạ. Có đề nghị là ca sĩ Thu Thủy có thể hát tặng ca khúc Gọi Gió được không ạ? Không biết là bạn có sẵn sàng không ạ? Nghe sau đây thì Thủy rất là sẵn sàng gửi tặng tới tất cả quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, bài hát Gọi Gió rất đẹp về trời Tây Bắc. Long 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 ma.
gọi gió lên cho hương lúa thơm bay bay về bàn, gọi gió lên cho cánh diều mơ ước bay cao, cho lúa vàng như nắng trời khắp mường thanh, cho tóc em bay bên hồ ba khoang, gọi gió lên cho hương lúa thơm bay bay về bàn, gọi gió lên cho cánh diều mơ ước bay cao, những cánh hoa bàn lượn bay như bước trắng về sáng dậy trong chiều hoàng hôn trên cao nguyên của Chúa. Thấy rằng là có các khán giả có tên địa chỉ là Vestino có nói rằng là đang quay ở bảo tàng phải không? Và cũng có khán giả nói rằng là đang quay ở đồi A1 phải không? Vâng thưa quý vị, hiện tại chương trình livestream tháng âm nhạc bài ca Điện Biên của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp tại trường quay của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thưa quý vị ạ. Vâng ạ, và quay trở lại với đại tá nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn thì Linh Nga được biết rằng là tác phẩm Gọi Gió của nhạc sĩ thì đã được trao giải A của giải âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2023. Vậy thì ngày hôm nay, ngay lúc này, nhạc sĩ có thể chia sẻ nhiều hơn về ca khúc, về hoàn cảnh sáng tác của ca khúc hay là thông điệp của ca khúc mà nhạc sĩ muốn dành tặng tới quý vị khán giả được không ạ? Mảnh đất Điện Biên với tôi có một kỷ niệm đặc biệt. Cái tác phẩm đầu tiên
nhạc múa tôi viết và được huy chương vàng chính là làm với thầy công nhạc tại Điện Biên. Đấy là cái tác phẩm mà đầu tiên tôi tham gia liên hoan hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc và được huy chương vàng. Và sau đấy thì Điện Biên thì cũng là nơi mà tôi thường xuyên được gắn bó. Và năm 2023 thì tôi cũng có ý định là hướng tới cái giải phóng Điện Biên, thì tôi muốn viết một bài hát về Điện Biên, một Điện Biên ngày hôm nay đổi mới và những cái dấu tích của ngày xưa vẫn còn, và những hồng Mường Thanh, hồng Cúng Him Lam hay là Mường Phăng, Dốc Pha Đin, tất cả những cái di tích ngày xưa vẫn còn, nhưng bây giờ như một lời mời gọi du khách đến để tham quan lại những cái chứng tích ngày xưa, để cho thấy lại cái sự oai hùng, những anh hùng oanh liệt của cha ông ta. Bên cạnh đấy thì trong bài hát cũng có những cái danh thắng mới mà Điện Biên đang cần quảng bá, đấy là trên cao nguyên Tủ Chùa hay là những cái hình ảnh bản sắc văn hóa. Thì trước cái ý tưởng gờ viết đấy thì tôi cũng đi tìm tòi những cái cách nào để nó viết nó khác đi các bài hát về Điện Biên hoặc các cái bài hát khác viết về Tây Bắc. Và đầu tiên tôi tránh cái chính bước chân của mình á, tại mình tôi cũng là người viết rất nhiều về Tây Bắc thì nếu mà không cẩn thận nó sẽ bị dẫm vào bước chính chân của mình. Thì tôi mày mò thì tôi tìm được một cái bài Đồng Dao của người Thái, là bài Gọi Gió. Trong đấy người ta, lời đại ý nói là cái ước mơ gọi gió lên để đưa cánh diều lên để cho cái ước mơ bay, rồi là gọi gió để cho cánh đồng nó lúa chín, rồi cho cái những cái tình cảm nó bay được lan tỏa. Thì trên cái tứ đấy thì tôi viết bài Gọi Gió, và bài hát đấy thì lúc viết xong thì được công diễn trong cái chương trình lễ hội hoa ban vào đầu năm 2023. Sau đấy thì tôi thích bài hát này nên tôi gửi cho Hội Nhạc sĩ Việt Nam để cuối năm có cái set tặng, và rất may mắn là tôi được tặng thưởng giải A cho tác phẩm này. Với vai trò là phụ trách hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thì nhạc sĩ có đánh giá như thế nào về cách tiếp cận cũng như là cách thể hiện các ca khúc của dòng nhạc cách mạng ở những ca sĩ trẻ hiện nay? Các cái lớp trước đã làm tốt cái việc gìn giữ và phát triển cái dòng âm nhạc cách mạng, thì ngày nay thì các thế hệ sau vẫn đã tiếp tục sáng tác và biểu diễn các tác phẩm âm nhạc này một cách là hào hứng và đưa đến những tác phẩm mà cho công chúng những cái sản phẩm mà có thể nói là những món ăn tinh thần xứng đáng với cái công sức, cái sự mong đợi của khán giả. Ví dụ như Vũ Thắng Lợi là một người có giọng ca có thể là biết danh những lớp thế hệ sau này học sinh của nhà trường, hay là bên cạnh đấy có ví dụ như là Hồng Duyên hay là Phương Thảo, nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo. Và các bạn trẻ bây giờ cũng tiếp bước những con đường đấy, và không những thế các bạn còn làm mới các tác phẩm âm nhạc cách mạng và đưa những cái hơi thở mới, những cái hơi thở đương đại vào trong âm nhạc. Vậy thì ngay sau đây thì chúng ta có thể thưởng thức một giọng ca mang hơi thở mới, mang phong cách mới khi thể hiện một ca khúc dòng nhạc cách mạng được không ạ? Tôi muốn giới thiệu đây một gọi là trên mạng được gọi là chú bộ đội hát. Đây là ca sĩ Dương Đức. Dương Đức là một học viên sinh viên thanh nhạc của nhà trường. Bạn tốt nghiệp trung cấp, sau đây về đoàn quân khu 1 công tác, và sau một thời gian thì quay lại học đại học. Đây là một giọng hát rất đặc biệt, rất hay. Và cái Dương Đức trong thời gian vừa qua đã có một cái kênh riêng lấy tên là chú bộ đội hát, cách thể diện rất mộc mạc, tức là chinh phục bằng chính giọng hát của mình, không cần cầu kỳ quá trong phối khí hòa âm, không cần sự hỗ trợ quá nhiều của dàn nhạc, chỉ mộc mạc trước nhiều khi một cái đàn guitar đấy, hoặc là một hai nhạc cụ rất nhẹ nhàng, nhưng mà chinh phục khán giả bằng cái giọng hát. Và có những cái MV của Đức gần 1 triệu lượt view. Đấy là những cái thành công của Đức. Và sau đây mời khán giả đến với chú bộ đội hát. Xuân ấy ra đi từ đó không về,
dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương tối, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời, bài hát có người lính biên cương thương mẹ, bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn cho hôm nay những gót chân son. Dương Đức với bản mashup màu hoa đỏ vết chân tròn trên cát. Vâng, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn thân mến, nhạc sĩ có đánh giá nhận xét như thế nào với phần thể hiện của học trò của mình ạ? Như tôi nói ở đầu, Dương Đức chinh phục khán giả bằng chính giọng hát của mình, bằng cái cảm xúc của mình và bằng tình cảm của mình dành cho tác phẩm cũng như dành cho đất nước. Và tôi rất muốn Đức hát thêm tặng cho khán giả đây. Nghe có ý kiến đây nhỉ? Dạ chị ạ. Và xin gửi thưa quý vị bộ sáng tác song ca thuộc của nhạc sĩ Trần Trung, ca khúc Chiều Biên Giới do hai nghệ sĩ đàn Sĩ Thắng và Hoàng Linh kết hợp cùng Dương Đức.
có nơi nào xanh hơn như trôi non có biếc như rừng cây của lá như tình yêu đôi ta chiều biên giới em ơi có nơi nào cao như đầu sông đầu suối như đầu mây đầu gió như trời quê biên cương em ơi có nơi nào đẹp hơn chiều biên giới khi mùa đang hoa nở khi mùa sớm ra Dương Đức cùng hai nghệ sĩ guitar Sĩ Thắng và Hoàng Linh đã vừa dành tặng tới quý vị với một tác phẩm, một bản tình ca chiều biên giới với những ca từ, với những giai điệu rất lãng mạn. Thưa quý vị, tình yêu chiều biên giới giữa đất trời quê ta, rất tuyệt vời. Cảm ơn ca sĩ Dương Đức.
Và Linh Nga đang thấy rằng là có rất nhiều khán giả cũng có yêu cầu là chương trình gửi tới quý vị khán giả, những người đang theo dõi chương trình, ca khúc Một Vòng Việt Nam. Và thưa quý vị, một chút ít nữa thôi thì chúng tôi sẽ dành tặng tới quý vị với một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, ca khúc Một Vòng Việt Nam ạ. Và hiện tại thì Linh Nga đang thấy rằng là có một khán giả mang tên là Kiều Anh có đặt câu hỏi dành cho nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn như sau ạ. Thưa nhạc sĩ, bao giờ nhà trường mới tuyển sinh dân sự và công tác đào tạo của nhà trường có gì khác so với các trường nghệ thuật khác không ạ? Cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi. Như chúng ta đã biết thì trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã dừng đào tạo dân sự được hơn 6 năm, sang năm thứ 7. Đấy là một cái làm cho các bạn trẻ yêu mến quân đội, cũng yêu mến nhà trường, không có cơ hội để vào trường học. Nhưng mà rất may mắn là trong năm 2022 và 2023 thì quân đội đang có một cái đề án là một số nhà trường quân đội tiếp tục tham gia cái đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho đối tượng dân sự. Thì trường Đại học Văn hóa Quân đội cũng là một nhà trường nằm trong cái đề án đấy. Và trong thời gian gần nhất, đề án vẫn đang tiếp tục, và khi nào mà cái đề án ấy thành công thì chúng tôi sẽ có những cái thông báo rộng rãi đến tất cả các bạn để các bạn có thể tiếp tục yêu mến quân đội, tiếp tục quay lại với nhà trường. Còn câu hỏi cái ý thứ hai là ý công tác đào tạo của trường nhà trường khác với các trường nghệ thuật khác như thế nào, thì ngay từ lúc thành lập thì nhà trường luôn luôn là một đơn vị đào tạo nghệ thuật quân đội, thì luôn luôn là xác định là đào tạo hướng tới đơn vị cơ sở và đào tạo cái xã hội cần, quân đội cần. Tức là chúng tôi luôn bám sát cái nhu cầu thực tiễn của đơn vị, nhu cầu thực tiễn của xã hội, của quân đội và xã hội. Và từ cái đấy thì chúng tôi sẽ đào tạo để bám sát vào cái nhu cầu đấy. Chính vì thế mà như các bạn đã thấy thì nhà trường sang năm sẽ là tròn 70 năm, một chặng đường tương đối dài. Thì qua từng giai đoạn chống Mỹ, rồi là giai đoạn chiến tranh biên giới, cho giai đoạn hòa bình lập lại, thì nhà trường đều có những cái bước phát triển và nó có đóng góp rất quan trọng cho đất nước cũng như quân đội. Và tất cả các thời kỳ đều bám sát vào các đơn vị, các cái nhu cầu thực tiễn. Và đặc biệt là giai đoạn gần đây, nếu các bạn để ý, thì trong tầm khoảng 30 năm, từ năm 90 đổ về lại đây, thì nhà trường có một cái sự chuyển hướng đặc biệt, đây là hướng chuyển sang đào tạo về thiên về nhạc nhẹ. Ví nếu mà ở nhạc viện, Học viện Âm nhạc Quốc gia là đào tạo cái chóp cái âm nhạc đỉnh cao, thì chúng tôi đào tạo những cái âm nhạc đại chúng, học sinh học pop, học rock, nhạc jazz, và thậm chí là hát dân ca, hay tất những cái gì mà xã hội cần, đất nước cần, công chúng cần thì chúng tôi đào tạo cái đấy. Vậy thì ngày hôm nay trên sân khấu của Tháng Âm nhạc Bài ca Điện Biên thì nhạc sĩ có thể giới thiệu về một ca khúc nào đó về câu chuyện tình yêu nơi núi rừng Tây Bắc được không ạ? Đối với tôi thì viết về tình yêu của Tây Bắc, thì đối với tôi thì cái bài hát Tình ca Tây Bắc là bài hát mà tôi thích nhất, và tôi cũng đánh giá đây là bài hát hay nhất viết về tình yêu của núi rừng Tây Bắc. Bài hát này đã được minh chứng, nó sống, có một sức sống bền bỉ và nó thoát ra khỏi cái vùng đấy. Tức là một bài hát mà thành công là bài hát thoát ra khỏi cái đề tài. Anh viết về một tình yêu tại vùng Tây Bắc thôi, nhưng mà ở đâu người ta cũng hát. Đấy. Tức là chúng ta để ý thì có nhiều bài hát mà thoát ra khỏi cái đề tài. Ví dụ như bài Thành phố Hoa Phường Đỏ chẳng hạn, viết về Hải Phòng nhưng mà nhiều nơi đều hát. Hay là bài Quảng Bình Quê Ta Ơi là viết về vùng đất Quảng Bình thôi, nhưng mà khán giả trên toàn quốc đều hát. Đấy là một bài hát thành công, chính là một bài hát là thoát ra khỏi cái đề tài. Đấy, bài ca Tình ca Tây Bắc cũng là thế, viết về một tình yêu tại vùng Tây Bắc nhưng mà được khán giả cả nước yêu thích và hát. Bắc Trung Nam đều hát bài hát này. Rừng cây
bạn. Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, suối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, suối nước trong xanh soi bóng em và bóng cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Linh thấy rằng là đã có khán giả nhận ra bạn và có đặt câu hỏi cho bạn như sau ạ. Thu Hà ơi, mình đồng hương quê cho này, Hà hát bài gì về quê hương đi. Bạn có sẵn lòng không ạ? Đã sẵn lòng ạ. Và Thu Hà có chuẩn bị một bài hát mang âm hưởng dân gian, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương. Các khúc được mang tên Người ơi hãy về. Vắng lẽ lời con đò, hãy tin hỡi người, sương gió không hề nhạt phai câu hát ru lòng ta. Người
người ơi, người có hay trên đâu nắng đổ bạc vai áo ai lúa vàng phấn đời ai ghé thăm ôi chờ dẫu người đi xa thật xa đâu hát dù lòng ta ơi người ơi giọt mồ hôi ướt vai gầy áo mẹ hãy thương người người trưa vắng nghe lũy tre rì rào hãy tin hỡi người năm tháng không hề nhạt phai câu hát xu lòng ta người ơi người có vắng lẽ lối con đò hãy tin hỡi người sương gió không hề nhạt phai câu hát xu lòng ta người ơi người có hay trên đường nắng đổ bạc vai vẫn đời ai ghé thăm ôi chờ dẫu người đi xa thật xa câu hát du lòng ta ơi người ơi hãy về hãy yêu hỡi người giọt mồ hôi ướt vai gầy áo hãy thương người người trưa vắng nghe lũy tre rì rào hãy tin hỡi người sương gió không hề nhạt phai câu hát xu lòng ta người ơi người có hay câu hát xu lòng ta người ơi người có hay. Vâng ạ, xin được cảm ơn giọng ca rất ngọt ngào của ca sĩ Thu Hà và đặc biệt xin được cảm ơn tiếng đàn của nghệ sĩ ưu tú Vân Mai, phó chủ nhiệm khoa nghệ thuật dân tộc ở miền núi đã làm cho tác phẩm của nhạc sĩ Tuấn Phương ca khúc Người ơi hãy về trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết ạ. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Vân Mai và cảm ơn ca sĩ Thu Hà. Kính thưa toàn thể quý vị và quay trở lại với nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn thì từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã đi qua miền Tây Bắc. Chúng ta đến với núi Hồng sông Lam. Vậy thì tiếp theo, nhạc sĩ sẽ đưa khán giả của chương trình đến với hương vị của miền quê nào đây ạ? Sau đây tôi muốn các bạn đến với vùng đất cao nguyên và qua một giọng hát rất đặc biệt. Đây là em Hồ Văn Cảnh, em là người con của dân tộc gặp Paco Văn Kiều. Và đặc được Cảnh là được đặc cách vào trường quân đội
qua đợt sau mai năm 2022. Sau khi thi sau mai thì cánh được giải là triển vọng và nhà trường đã đặt cách vào. Cánh có một giọng hát rất đặc biệt. Mặc dù lúc đấy cánh là chưa được học nhưng mà em hát rất nội lực và có giọng hát rất hay. Chính vì thế nhà trường đã cách nhận em vào trường để hoàn thiện những cái phần cơ bản về thanh nhạc để giúp cho em có một cái bước đi vững chắc và đi xa hơn, đi bay cao hơn trong cái chặng đường nghệ thuật tiếp theo. Vậy thì trở về với chàng trai Tây Nguyên thì ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc nào đây ạ, thưa nhạc sĩ? Bài hát thôi để tí cánh giới thiệu, nhưng mà tôi đính chính bài hát về Tây Nguyên, nhưng cánh là một người con của miền Trung, Quảng Trị, đây là người dân tộc Paco Vân Kiều. Bru Vân Kiều. Đấy. Và bài hát mang âm hưởng Tây Nguyên. Sau đây để nhường cho cánh tự chọn bài hát. Vâng, và ngay bây giờ xin được chào đón ca sĩ Hồ Văn Cảnh sẽ cùng quay trở lại với chương trình Tháng Âm Nhạc Bài Ca Điện Biên, sẽ cùng dành tặng tới quý vị một sáng tác mà ngay sau đây Hồ Văn Cảnh sẽ cùng gửi đến. Bài hát tiếp theo Đi Tìm Lời Du Nữ Thần Mặt Trời, xin mọi người đón thức ạ. Vâng ạ, một sáng tác của nhạc sĩ Yifun Kaso. Yifun Kaso cũng là một cựu học viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Oh.
hạt mưa không có sĩ Thắng và Hoàng Linh đã vừa dành tặng tới toàn thể quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Yvonne Casso, ca khúc mang tên Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời. Và thưa quý vị, ca khúc này có thể được xem là đỉnh cao của âm nhạc hiện đại Tây Nguyên. Và theo như Linh Nga tìm hiểu thì hình ảnh nữ thần trong tác phẩm này đó chính là hình ảnh người mẹ của nhạc sĩ Yvonne Casso, thưa quý vị. Có thể nói đây là một bài hát hay của Yvonne Casso. Yvonne Casso lúc mà học ở đây thì là một người con Tây Nguyên rất chân chất, rất mộc mạc. Và cái cảm xúc và nội lực trong con người Yvonne Casso rất đặc biệt, rất mãnh liệt, đúng tính chất của người con Trường Sơn. Các bạn để ý là tất cả các cái ca sĩ hay là các nhạc sĩ của núi rừng Trường Sơn, từ cái dọc từ phía Bắc Đèo Hải Vân, tức là từ Quảng Trị dọc theo tuyến Trường Sơn vào đến Tây Nguyên, thì người ta có một cái chất rất đặc biệt và có rất khó tả. Người ta có thể, hai ba người có thể ngồi với nhau hát hòa cùng với nhau rất bè, rất tự nhiên. Những cái bản năng hoặc là cái nội lực của tất cả các ca sĩ vùng này rất mạnh liệt, ví dụ như là Sue Black hay là Imon, hai người con của Imon là Yvonne và Igari. Yvonne và Igari là cùng học viên của nhà trường. Rất nhiều các ca sĩ khác, hay là ngày xưa có ở trường có một cái nhóm Ba Gian. Tôi nhớ là cái lúc mà thầy An Thuyên còn hiệu trưởng thì có mở một cái lớp hơn 20 học viên toàn là người con Tây Nguyên. Trong đấy có cả ba người cháu của anh Hùng Núp, rồi hai người con của nghệ sĩ Imon. Thì thầy Thuyên có chỉ đạo là các thầy dạy hát là không được phép xóa mất cái màu sắc, cái bản sắc của người con của Tây Nguyên, mà chỉ tìm mọi cách để đẩy cái kỹ thuật, đẩy cái căn bản và để cái nội lực, cái làm sao để cho các em hát hay hơn, hát vững chắc hơn. Chứ còn có một người ta là không phép được mà mất cái bản sắc của các bạn ở Tây Nguyên đấy. Và đặc biệt là Tây Nguyên có cái màu rất riêng đấy, là cái tôi muốn nói thêm. Vâng, có lẽ là chính những cái sự tự nhiên, bản năng trong con người của những người con mảnh đất Tây Nguyên đã cho chúng ta có những ca sĩ với những màu sắc âm nhạc rất riêng, phải không ạ? Vâng, thưa quý vị, và hiện tại thì Linh Nga đang thấy rằng là có rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình và cũng có tương tác với chương trình và cũng có dành lời khen rất nhiều cho ca sĩ Hồ Văn Cảnh với tác phẩm vừa rồi. Và tiếp theo thì Linh Nga có thấy rằng là có một khán giả có tên một khán giả giấu tên ạ. Linh Nga hiện tại thì chưa dịch được tên tài khoản của bạn, nhưng mà có thấy rằng là bạn có đặt câu hỏi là anh Tuấn ơi, em cũng là lính đây,
Em rất thích bài Gọi Trăng của anh. Anh đã sáng tác bài ấy khi nào và có ca sĩ nào hát được bài này không ạ? Bài hát Gọi Trăng tôi viết cách đây khoảng hơn 10 năm. Tức là bắt đầu tình cờ một câu chuyện vui. Tức là tôi có mấy anh bạn rất thích đi chụp ảnh ở Tây Bắc. Một ngày đẹp trời thì một anh đi tiền trạm trước. Nghe nói là bên kia cái dốc có một cái khu tắm suối của người Thái. Thì anh ấy lên tiền trạm trước. Thì leo lên đến nơi thì vẫy các bạn lên. Một nhóm ba người lên để chụp ảnh. Mà lúc sau thì ba anh đi xuống thì vừa thất thểu đi xuống có hâm hực nhau. Thì cho tôi xem ảnh thì là thì ra là lúc như trong dòng suối đấy, đoạn suối đấy chỉ có ba cụ già đang tắm. Đấy. Tức là anh lên trước thì phát hiện ra rồi nhưng mà mất công leo lên rồi thì lừa đốt hai anh kia lên cho cùng có đồng đội. Đấy. Thì tôi sau câu chuyện đấy thì tôi mới nói đùa là bây giờ chúng ta chỉ nhìn cái bức tranh ba cụ đang tắm này chúng ta phải tưởng tượng đến đi ngược dòng thời gian, có thể sau chiến thắng Điện Biên đi là lúc đấy các thiếu nữ này đang các cụ này là đang là thiếu nữ thì chúng ta phải có bức tranh rất khác. Nói đùa thế thôi nhưng sau đấy về tôi nó là cái tứ để tôi ý để tôi bật lên cái bài lên một cái nét nhạc và viết cái bài Gọi Trăng. Và trong bài hát này thì có những hình ảnh rất đẹp của thiếu nữ người Thái tắm suối, bên cạnh đấy thì có những cái âm sắc, những tiếng sáo, tiếng pí của người Thái hòa quyện với không gian của núi rừng và ánh trăng. Vâng ạ. Linh Nga rất tò mò là với một cái tứ rất nhỏ như vậy thôi thì không biết là tác phẩm mà nhạc sĩ sáng tác nó sẽ như thế nào đây. Và ngay sau đây thì Linh Nga rất muốn được thưởng thức ca khúc này, không biết là sẽ được lắng nghe với giọng ca nào đây ạ? Cái bài hát này nó cũng có cái sự truyền truyền khá lâu, tức là tôi dựng cho đầu tiên là dựng cho đoàn Yên Bái nhưng mà không thành công. Sau đấy thì cũng làm thêm một số bản phối nữa. Nhưng mà đến tình cờ một lần thì chính Sèn Hồng Mỹ Lam mà là người tìm đến bài hát này và chính nó được hát bài hát này. Và từ khi Sèn Hồng Mỹ Lam hát thì bài hát này đã lan tỏa và bây giờ thì có thể gọi là bài hát cả mà rất nhiều người nơi yêu thích và hát bài hát này. Và tôi muốn giới thiệu giọng hát của Sèn Hồng Mỹ Lam. Vâng ạ, và ngay sau đây mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam với một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, ca khúc mang tên Gọi Trăng. Tiếng sâu anh luôn có tôi, nghe tiếng sâu anh luôn có xưa.
đặt vào đôi mắt hai em, cùng tiếng hát ngân vang núi rừng, em xõa tóc suối suối thẹn thùng, trắng cũng như vui đùa ngập tràn trong suối với em, hát lời tình. Cảm ơn giọng ca của ca sĩ Sen Hoàng Mỹ Lam đã vừa dành tặng tới quý vị khán giả với một sáng tác mang tên Gọi Trăng của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn. Và Linh Nga thực sự rất ngưỡng mộ nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, chỉ với một tứ rất nhỏ trong câu chuyện vui của mình thôi, nhưng mà nghe qua tác phẩm thì Linh Nga thấy rằng là hình ảnh của chàng trai cô gái miền sơn cước dưới ánh trăng rất là tình, rất là lãng mạn, phải không ạ? Thực ra cái câu chuyện đấy chỉ là một cái cớ, cái bật lên để cho mình cái động lực để viết thôi, chứ còn để có bài hát này thì nó là một cả một quá trình trải nghiệm gắn bó với cái cuộc phòng cung Tây Bắc, ăn được sống cùng với anh em trên Tây Bắc, được xâm nhập vào cái văn hóa của Tây Bắc, cho nên là và rất cảm ơn Sen Hoàng Mỹ Lam đã chấp cánh cho bài hát này. Dạ vâng ạ, và chính vì vậy mà đã có rất nhiều khán giả nói rằng là nghe bài này lạ quá mà vẫn thấy hay. Vâng ạ, xin được chúc mừng nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn đã có những tác phẩm âm nhạc viết về vùng Tây Bắc rất tuyệt vời trong ngày hôm nay đã thể hiện với quý vị khán giả. Vâng ạ, tiếp theo thì Linh Nga thấy rằng là có khán giả mang tên Lan Thảo ạ, có nói rằng là anh Cảnh hát bài Một Vòng Việt Nam Đi, em thích anh hát bài đó lắm. Và thưa quý vị, là từ đầu chương trình đến giờ thì Linh Nga thấy rằng là có rất nhiều khán giả có yêu cầu là chương trình gửi tới quý vị khán giả, những người đang theo dõi chương trình Tháng Âm Nhạc Bài Ca Điện Biên, ca khúc Một Vòng Việt Nam của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Vậy thì ngay sau đây, mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của ca sĩ Hồ Văn Cảnh với sáng tác mang tên Một Vòng Việt Nam. Bao ký ức xót xa hơi mẹ, ai đã dù những dòng sông cùng em á chạy về hướng đông, còn đã vẽ hình hai quê hương qua những khúc hát ru của mẹ, còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe.
Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cánh sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát ơi. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất vỡ. Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt sĩ guitar Sĩ Thắng và Hoàng Linh đã vừa đưa chúng tôi trở về vòng quanh Việt Nam với khung cảnh thiên nhiên thật hùng vĩ và đầy tự hào. Và hy vọng rằng là với phần thể hiện vừa rồi đã làm hài lòng quý vị khán giả, những người đang theo dõi chương trình Thắng Âm Nhạc Bài Ca Điện Biên của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cuộc vận động sáng tác Thắng Âm Nhạc Bài Ca Điện Biên của chúng tôi vẫn đang tiếp tục diễn ra. Vì vậy, Hội Nhạc sĩ Việt Nam trân trọng kêu gọi các nhạc sĩ trên cả nước hãy tích cực tham gia với tinh thần 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, và hãy tham gia tương tác với chúng tôi bằng cách like, share và comment vào những tác phẩm đăng tải dự thi trên nền tảng mạng xã hội TikTok của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, bởi vì chúng tôi đã có một giải sáng tác dành cho nhạc sĩ có được bình chọn của khán giả yêu thích nhất trong cuộc vận động sáng tác này, thưa quý vị. Và tới đây thì thời lượng của chương trình Thắng Âm Nhạc Bài Ca Điện Biên đến đây xin kết thúc. Cảm ơn đại tá nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Vân Mai, nghệ sĩ đàn guitar Hoàng Linh, Sĩ Thắng, ca sĩ Sẹt Hoàng Mỹ Lam, ca sĩ Thu Thủy, ca sĩ Dương Đức, ca sĩ Thu Hà và ca sĩ Hồ Văn Cảnh đã có mặt tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay với những chia sẻ và với những phần thể hiện các tác phẩm nghệ thuật rất tuyệt vời để giúp cho chương trình của chúng tôi trở nên đặc sắc và tuyệt vời hơn. Cảm ơn sự bảo trợ truyền thông của TikTok Live Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào 20 giờ tối thứ bảy tuần sau. We'll be right back.
Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng Điện Biên Phủ, sức mạnh Việt Nam tầm vóc thời đại. Chiến thắng Điện Biên Phủ, nguồn cảm hứng sáng tác vô tận của các thế hệ văn nghệ sĩ, nhạc sĩ Việt Nam trong suốt 70 năm qua. Hướng tới sự kiện chính trị quan trọng này, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phát động cuộc vận động sáng tác với tên gọi Tháng âm nhạc bài ca Điện Biên với sự bảo trợ truyền thông của TikTok Việt Nam, nhằm mục đích tôn vinh giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ca ngợi những thành tựu nổi bật của đồng bào các dân tộc Tây Bắc trong suốt 70 năm qua, khuyến khích các nhạc sĩ tìm tòi sáng tạo những ý tưởng mới phù hợp với thời đại. Thời gian phát động tháng 3 năm 2024. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 15 tháng 3 năm 2024 đến hết ngày 24 tháng 4 năm 2024. Thời gian xét chọn giải thưởng và tổ chức bình chọn trên hệ thống mạng xã hội của Hội Nhạc sĩ từ ngày 25 tháng 4 năm 2024 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024. TikTok Việt Nam là đơn vị triển khai hoạt động bình chọn trên phạm vi toàn quốc. Đêm gala trao giải trong dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 2024 tại thành phố Điện Biên Phủ. Cơ cấu giải thưởng: một giải nhất 100 triệu đồng, hai giải nhì mỗi giải 50 triệu đồng, 4 giải ba mỗi giải 20 triệu đồng, 8 giải khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng, 1 giải sáng tác được khán giả yêu thích nhất qua hoạt động bình chọn và một số giải chuyên đề khác. Hội Nhạc sĩ Việt Nam trân trọng kêu gọi toàn thể nhạc sĩ cả nước tích cực tham gia với tinh thần 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ, sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại.